Thiết kế game thì nó là như một cái anh đạo diễn cho một cái sản phẩm game. Và mình cũng có một số các cái quan điểm khá là cực đoan. Hồi đấy mình chỉ nghĩ là mình có chính kiến thôi. Bây giờ nói thật là khái niệm hút máu là như thế nào thì nó cũng khá là phức tạp ấy. Không có nhiều các cái sản phẩm game thuần Việt hồi đấy tạo được cái sự thành công. Đấy là cái cách mà thị trường nó vận hành, bài toán con gà quả trứng thôi. Yếu tố sáng tạo này thực sự là một con dao hai lưỡi. Đây là cái thời điểm cực kỳ hay, cực kỳ tốt để các bạn có thể tham gia vào ngành game. Người trong môn nghề, nếu muốn biết có gì thì bấm nút subscribe nhá. Chào mừng các nhận hữu đã đến với chuyên mục Nhẹn Học Yêu. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn bài viết của tác giả Gerardo. Bài viết có tiêu đề là hiểu phụ nữ có thể hay không. Còn mình là Pink Dot, hãy cùng mình đi tìm hiểu xem là mấy cái lũ trai hư này thì có gì mà đáng học nhá. Ok, hãy bắt đầu ngay thế nào. Mình cũng khá băn khoăn khi viết bài này, nhưng mà mình nghĩ đây là một chủ đề khá thú vị, nên cũng muốn chia sẻ những kinh nghiệm đã được kiểm tra trong thực tế mà bản thân đã tích lũy được qua hàng năm. Vì một spam lành mạnh và xoài ca, mình muốn bài viết này tạo ra drama lớn nhất có thể, nên mình sẽ đưa ra những quan điểm gây tranh cãi nhất. Một trong những ý kiến phổ biến nhất liên quan đến phụ nữ đó là bạn không thể hiểu nổi phụ nữ đang nghĩ cái gì đâu. Women. Phụ nữ là một loài cực kỳ phức tạp. Tuy nhiên là không thể hiểu hoàn toàn khác với khó hiểu. Một khi bạn nghĩ điều gì là không thể, bạn không thèm quan tâm đến điều đó vì bạn nghĩ nó là vô ích. Nhưng nếu thế thì tại sao trong thực tế vẫn có những thanh niên sát gai đến mức độ gây ức chế vô cực cho các em à? Đừng nghĩ chỉ cần đẹp trai, soái ca, nhiều tiền là sát gái. Đây là quan điểm mặc định của những bạn không thèm tìm hiểu về chủ đề và muốn có một cái cớ để trốn tránh thực tế rằng bạn không hiểu và cũng không muốn bỏ công sức tìm hiểu về phụ nữ. Phụ nữ thực ra khó hiểu hơn đàn ông, nhưng không phải là không thể hiểu họ đang nghĩ cái gì. Không phải ngẫu nhiên đàn ông lớn tuổi thường được phụ nữ chú ý. Kinh nghiệm là thứ phân biệt đàn ông với chàng trai. Rõ ràng, nếu như phụ nữ thật sự không thể hiểu nổi, những tên sát gái không thể tồn tại. Và quan trọng hơn là có những bạn gái liên tục yêu những tên sở khanh, mặc dù biết rằng mình nên yêu trai tốt. Mình phải nói rằng xin lỗi với các bạn trai luôn tốt bụng nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu vì sao crush của bạn không thích bạn. Cảm xúc và lý trí chẳng ăn nhập gì với nhau khi ta nói về tình yêu. Những cảm xúc bạn tạo ra cho phụ nữ ăn đứt những gì mà bạn ấy nghĩ về bạn một cách khách quan nhất. Luôn luôn và mãi mãi như thế, trừ một số bạn gái rất đặc biệt. Một chút về thuyết tiến hóa. Tại sao trong khuôn khổ video này mà chúng ta lại bàn tới thuyết tiến hóa? Vì một lẽ đơn giản, có rất nhiều bản tính của con người được lưu truyền lại từ quá trình tiến hóa. Và tìm hiểu về nguồn gốc của vấn đề lúc nào cũng mang lại một sự thú vị, để bạn đôi khi phải thốt lên là à, thì ra nó là như thế. Hãy quay trở về thời kỳ xa xưa khi tổ tiên ta vẫn còn sống trong hang động, lang thang khắp nơi để tìm về miền đất hứa khi họ đã vắt kiệt các nguồn tài nguyên tại vùng đất cũ. Do khác biệt về thể chất sinh lý, đàn ông trưởng thành sẽ phụ trách việc nặng nhọc như là đi săn hay bảo vệ bộ lạc. Phụ nữ sẽ chịu trách nhiệm những việc bớt nguy hiểm hơn như là chăm sóc trẻ con, già làng và hái lượm. Đây là lúc thuyết tiến hóa bắt đầu khắc họa những đặc trưng riêng biệt nhất giữa hai giới tính. Mục tiêu của mọi giống loài đều là duy trì sự tồn tại của các thế hệ thông qua hai yếu tố chính, đó là sinh tồn và sinh sản. Thuyết tiến hóa có thể nói rằng không chỉ có sự cạnh tranh giữa các loài khác nhau mà còn có cả sự cạnh tranh trong cùng giống với nhau. Tất cả nhằm mục đích sinh sản về cá thể phù hợp nhất với môi trường. Bây giờ hãy bỏ qua vấn đề sinh tồn nhé, vì mọi sinh vật đều phải tự nhiên sẽ làm mọi điều để tránh cái chết thông qua bản năng sinh tồn của mình. Cạnh tranh cho việc giao phối và sinh sản mới là cơ chế chính thúc đẩy sự khác biệt giữa hai giới tính. Theo xác suất, cách tốt nhất để tăng khả năng duy trì nòi giống, chống lại sự tuyệt chủng là tạo ra càng nhiều cá thể thế hệ sau càng tốt. Bây giờ, hãy thử nhìn từ góc độ nam và nữ, hai biến trong phương trình sinh sản. Theo quan điểm của người nam, giao phối càng nhiều càng tốt là bản tính tự nhiên. Đây là một đặc trưng mang tính bản năng vì điều này có lợi cho việc duy trì giống nòi. Một đặc trưng thú vị khác là đàn ông rất thẳng tính với nhau vì khi đi săn cùng với nhau cần hợp tác và hiểu ý. Những người có tính cách giảo hoạt liến thoáng thường không tồn tại lâu trong một môi trường cần sự phối hợp đồng loạt để săn những con mồi với kích thước to lớn. Phụ nữ thì khác, họ thường quây quần với nhau, làm mọi việc cùng nhau, chăm sóc trẻ con, hái lượm, v.v. Bây giờ luận điểm trên là giao phối càng nhiều càng tốt cũng sẽ đúng với phụ nữ nhằm tăng khả năng duy trì nòi giống. Có điều rằng là phụ nữ lại là những người mang thai, sau đó nhận trách nhiệm chăm sóc trẻ con cho tới tuổi trưởng thành. Trong quan hệ, có thể nói rằng phụ nữ là người chịu thiệt vì họ phải mang thai, sau đó phải nhận trọng trách chăm sóc. Điều này bất tiện đủ điều. Đàn ông thì đơn giản, giao phối xong là họ chẳng bị cái gì cả, cứ thế phi ngựa tiếp tục tinh trường,
phụ nữ thì khác, họ phải mang bầu và sinh con trong đau đớn cùng cực. Điều này cũng giải thích vì sao thông minh cảm xúc của phụ nữ thường tốt hơn đàn ông, vì môi trường sống của họ yêu cầu họ phải giỏi điều này. Nếu không, họ thường sẽ không thể kiếm được người đàn ông xứng đáng. Phụ nữ rất giỏi trong việc đọc cảm xúc, đỉnh cao có thể nói là trực giác của phụ nữ, khi bất thình lình họ có cảm giác người đàn ông của mình đang giấu một điều gì đó. Và trực giác này thường rất là chính xác. Điều này không có gì ngạc nhiên cả, tiến hóa đã ưu ái ban cho họ điều này vì nó tăng cao khả năng chọn được người đàn ông tốt nhất cho họ. Từ quan điểm của đàn ông, cách tốt nhất để tăng khả năng sinh tồn của giống loài là giao phối càng nhiều càng tốt. Lăng nhăng thường là bản năng của đàn ông. Theo quan điểm phụ nữ, về vấn đề mang bầu, sinh sản và chăm sóc con là một gánh nặng nên không hề khôn ngoan khi mà giao phối càng nhiều càng tốt, mà chỉ nên giao phối với người mà họ cho là xứng đáng nhất. Người có khả năng bảo vệ và chu cấp tương lai cho cả mẹ và con, chung thủy thường là bản năng của phụ nữ. Đàn ông tăng khả năng sinh tồn giống loài bằng cách tăng số lượng cá thể tồn tại trong tương lai. Phụ nữ làm điều này bằng cách tăng khả năng sinh tồn của con mình bằng cách giao phối với một người đàn ông tốt nhất. Con họ do đó sẽ có gen tốt và nhận được sự bảo vệ từ một người cha mạnh mẽ, có địa vị, v.v. Một bên là tăng số lượng và một bên là tăng chất lượng. Cả hai việc đều hoạt động trên cơ chế khác nhau nhưng đều có một mục đích là tăng khả năng duy trì nòi giống trong tương lai. Điều này thường được thể hiện qua cách đàn ông và phụ nữ tiếp cận việc tán tỉnh. Phương thức khuôn mẫu của đàn ông chính là thả thính càng nhiều càng tốt, dính được em nào thì tính sau. Trong khi phụ nữ thường được đàn ông theo đuổi, nên sẽ chọn ra từ tập hợp này người đàn ông mà họ cho là xứng đáng nhất. Đàn ông thường thẳng tính, có gì nói đó, nên không thể hiểu nổi rằng phụ nữ không bao giờ nói thẳng những gì mình nghĩ trong đầu mà sử dụng thủ thuật gợi ý. Không khó hiểu khi đàn ông thiếu kinh nghiệm, không thể hiểu được gợi ý của phụ nữ. Do đó, phụ nữ thường có xu hướng thích những người đàn ông lớn tuổi chững chạc. Nhưng cắt nghĩa một chút, tuổi tác chỉ là một con số, cái phụ nữ thực sự chú ý đó chính là kinh nghiệm. Về cơ bản, cách thức đàn ông và phụ nữ suy nghĩ rất khác nhau. Tiến hóa đã đóng góp một vai trò quan trọng trong việc khắc họa những đặc trưng rất khác nhau giữa hai giới tính trong việc suy nghĩ. Do đó đừng dùng cách thức tư duy của đàn ông để hiểu về hình thức tư duy của phụ nữ. Điều này cũng khá giống với việc khi dạy cá leo cây vậy, phương trình không ăn nhập gì với nhau. Phụ nữ là loài động vật của cảm xúc nên đừng dùng lý trí để nói chuyện. Hôm nay em ăn cơm chưa hay là em đang làm gì đấy chính là cái làn ranh mà bạn không bao giờ nên bước vào, vì nơi đó chỉ có sự đau khổ và câm lặng mà thôi. Thà đừng nhắn tin còn hiệu quả hơn cái việc nhắn tin như thế. Bạn mong chờ gì từ câu trả lời "Em ăn rồi" hay là "Em đang ăn cơm"? Rồi sao nữa? Câu chuyện kết thúc hay lại tiếp tục trong những câu hỏi vô thưởng vô phạt? Ai về nhà đấy? Cô ấy nghĩ bạn nhạt như nước ốc. Friendzone forever. Cảm xúc của phụ nữ là cả một bầu trời với mặt trăng, mặt trời, bươm bướm và mùa xuân. Chỉ cần bạn khơi được cảm xúc từ cô ấy, bạn đã đi được 3/4 quãng đường rồi. Nên nhớ rằng ấy, cảm xúc tệ còn hơn là vô cảm. Cảm xúc có thể đảo chiều rất nhanh, nhưng vô cảm thì là chấm hết. Điều cấm kỵ nhất trong tán gái là cô ấy không có cảm xúc gì với bạn. Bạn đã thành công đưa bản thân mình vào friendzone forever. Friendzone forever và friendzone khác nhau. Có những trường hợp từ bạn thành người yêu, nhưng tuyệt nhiên khi mà đã không có cảm xúc thì tốt thế nào vẫn là bạn thôi. Bây giờ ta hãy khảo sát những cảm xúc có thể làm phụ nữ đổ bạn. Tự tin. Dĩ nhiên là phụ nữ thích đàn ông tự tin. Điều này không phải bàn cãi. Phụ nữ thích đàn ông tự tin vì những người này cho họ cảm giác an toàn. Họ có xu hướng đi theo alpha male. Bây giờ mới khơi mào drama nhá. Mình đã đọc một số bài về sự vớ vẩn của alpha male. Mình đồng ý một phần, nhưng mà bạn không thể phủ nhận khái niệm alpha male hoàn toàn. Nếu bạn cho rằng khái niệm alpha male là hoàn toàn vớ vẩn và không có giá trị thì bạn đang phủ nhận tự nhiên. Hoặc là bạn cho rằng con người là loài động vật đặc biệt vượt qua được khỏi tự nhiên. Nếu bạn xem các kênh về thế giới động vật hoang dã, thứ tự trong đàn là có thật, mà thứ tự chính là khái niệm cấp bậc giữa alpha và beta. Lấy ví dụ những con sư tử đực, đây là loài trọng giá trị alpha nhất. Thằng mạnh nhất sẽ được quyền giao phối đầu tiên với cả đàn nếu nó thích. Những thằng xếp sau cấp bậc buộc phải chơi theo quy luật. Nếu nó không thích thì nó có quyền thách thức vị trí bằng việc choảng nhau đổ máu. Điều này vẫn diễn ra rất thường xuyên mỗi khi cá nhân đực trong đàn không thích vị trí mà nó đang đứng. Sư tử cái thì chỉ nằm lăn ra đấy, thưởng thức màn đập nhau của những con đực. Đối với nó, đây là chuyện thường ngày trong huyện. Nó biết rằng bất cứ đứa nào thắng thì mình sẽ giao phối với thằng đó đầu tiên. Chỉ đơn giản là như thế thôi. Tinh tinh, họ hàng gần nhất của loài người, cũng có những thứ tự cấp bậc như thế. Tinh tinh đực cũng choảng nhau liên tục để giành quyền lãnh đạo và giao phối với con cái. Con người có thể là loài động vật duy nhất phát triển thành công vùng ý thức, nhưng bản năng khi yêu là phần lớn kết quả từ vùng tiềm thức. Nếu bạn không tin vào giá trị alpha, bạn đơn giản là đang phản đối quy luật tự nhiên, hoặc bạn cho rằng con người là một loài gì đó vượt tầm của tự nhiên.
có thể đúng một phần nhưng mà không hoàn toàn. Giá trị alpha mà mình nói là những giá trị mà bất cứ phụ nữ nào cũng trân trọng, như tự tin, mạnh mẽ, có năng lực thủ lĩnh dẫn dắt, không phải là những thứ tầm phào như là khoe mẽ, cố gắng chứng tỏ bản thân mình hay là những thứ tương tự. Vì sao ấy? Vì nó mang lại cảm giác an toàn, đơn giản là thế thôi. Không có một người phụ nữ nào ghét cảm giác an toàn cả. Trong tất cả những cảm xúc, cảm giác an toàn là quan trọng nhất. Tiến hóa đã khắc ghi vào đầu họ rằng an toàn bằng với tình yêu. Nếu thế thì tại sao những chàng trai không tốt vẫn liên tục làm chào đảo các chị em phụ nữ? Tuy cảm giác an toàn rất quan trọng và chắc chắn trai không tốt không thể tạo ra cảm giác an toàn. Nhưng cảm xúc có rất nhiều hình thái khác nhau, không nhất thiết là phải an toàn thì gái mới đổ. An toàn nhưng mà thiếu muối thì cũng thực sự khó cho chị em phụ nữ đấy. Hài hước. Phụ nữ dĩ nhiên là thích những chàng trai có muối vì điều này cho họ cảm giác vui vẻ và sảng khoái. Bạn càng làm cho crush của mình cười nhiều, bạn càng tăng khả năng crush đổ bạn. Không ai ghét cảm giác khi cười cả. Nhưng mà cẩn thận, vì bất kỳ chàng trai nào cũng có thể hiểu được rằng mình nên làm crush cười. Nên nhiều khi bạn sẽ vấp phải một trong những cái bẫy lớn nhất trong việc cô gái. Đừng bao giờ cố gắng trong việc chọc cười crush của bạn. Đừng làm một thằng joker. Điều này nguy hiểm. Nhưng mà tại sao? Bởi vì crush của bạn chắc chắn sẽ cảm nhận điều này một cách dễ dàng. Và phụ nữ thường không thích một người luôn tìm mọi cách để tạo tiếng cười như những thằng joker ở trong lớp. Họ có thể làm bạn rất vui nhưng không hợp làm người yêu. Vì sao ấy? Vì nó không cho họ cảm giác an toàn. Quan trọng hơn ấy là họ sẽ đánh giá rằng bạn không thực sự tôn trọng giá trị của bản thân. Việc bạn quá cố gắng để làm hài lòng một ai đó sẽ phản tác dụng ngay lập tức. Vì phụ nữ hiểu điều này như một trạng thái đối lập với tự tin. Hiểu một cách trừu tượng ấy là bạn đang hạ thấp giá trị của bản thân bằng việc quá dễ dãi. Phụ nữ thường không thấy điều này quyến rũ. Trai tốt dính bẫy này liên tục mà không hiểu tại sao. Một câu đùa sâu sắc thể hiện góc nhìn châm biếm giá trị hơn cả trăm câu đùa trẻ trâu. Tinh tế và sâu sắc. Tinh tế và sâu sắc khơi dậy cùng một cảm xúc: ngưỡng mộ. Một người đàn ông tinh tế là một người nắm bắt tâm lý phụ nữ như một dân pro. Một người đàn ông sâu sắc là một người có quan điểm cá nhân đặc biệt, đôi lúc sẽ đi ngược lại với đám đông. Cả hai đều cần thông minh, không chỉ là thông minh logic như toán học, mà cả thông minh về cảm xúc và tình huống. Hài hước cần một sự thông minh nhất định trong khả năng phân tích tình huống. Tinh tế cần sự thông minh trong việc phát hiện gợi ý và nắm bắt tâm lý của phụ nữ. Sâu sắc cần sự thông minh trong việc lập luận phân tích và phát triển quan điểm của cá nhân. Thông minh có rất nhiều hình thái khác nhau. Thông minh logic chỉ là một hình thái nhất định, bạn không cần phải tinh tế hoặc là sâu sắc để khơi dậy cảm xúc ngưỡng mộ. Chơi thể thao hay là đạt được thành tích ấn tượng nào đó cũng đủ để cho con gái ngưỡng mộ rồi. Trai thông minh luôn hấp dẫn và quyến rũ trong mắt phụ nữ. Vì sao? Vì họ không nhạt. Những câu chuyện thú vị. Những người đàn ông có những câu chuyện thú vị luôn là những người đàn ông thú vị. Và thú vị thì luôn khơi dậy sự tò mò. Mà tò mò thì phải tìm hiểu. Mà càng tìm hiểu thì phụ nữ sẽ càng tò mò. Cả ngày sẽ chỉ nghĩ về bạn và luôn tự hỏi cuộc sống của anh ấy trong quá khứ như thế nào, hay là không biết cuộc sống của anh ấy như thế nào nữa, muốn biết quá trời ơi. Khi bạn đã khơi được cái cảm giác tò mò từ phụ nữ, chắc chắn rằng Facebook của bạn sẽ bị cô ấy lục soát cho nát luôn. Không gì có thể ngăn cản được một người phụ nữ tò mò đang muốn biết thêm về chàng trai thú vị ấy. Cô ấy sẽ sử dụng những phương thức tiên tiến nhất chỉ để biết thêm về con người mà bạn không bao giờ muốn bạn biết. Nếu đã thành công làm được điều này ấy, trở nên đủ thú vị sẽ khơi dậy sự tò mò mãnh liệt trong crush. Crush sẽ luôn nghĩ về bạn, luôn đặt cả tá câu hỏi và giả định về quá khứ của bạn, tự mình trả lời và tiếp tục vòng lặp. Một người đàn ông thú vị luôn có sức hút khó cưỡng với phụ nữ vì nó khơi dậy cảm xúc ham muốn tìm hiểu cho người phụ nữ. Bí ẩn. Đây là một hình thái đặc biệt thú vị. Một người đàn ông bí ẩn là một người đàn ông tạo ra cảm xúc thú vị mãnh liệt trong phụ nữ. Một người có thể làm cô ấy hỏi cả trăm câu chuyện về bản thân bạn trong đầu nhưng lại không bao giờ dám hỏi trực tiếp. Đây là tuyệt chiêu những tên sát gái trong lịch sử đã sử dụng. Không khuyến khích cho những bạn không am hiểu vì rất dễ sẽ phản tác dụng. Sự bí ẩn có thể dễ dàng trở thành nỗi sợ khi bạn không kiểm soát được hình ảnh của mình. Một khi người phụ nữ đã tò mò về bạn, bạn sẽ thường xuyên xuất hiện trong tâm trí của họ. Bạn như một câu đố đầy thách thức. Đây là tuyệt chiêu phụ nữ đã thuộc lòng từ trong tiềm thức, trong khi những tên sát gái bậc nhất trong lịch sử đã phải khổ luyện chăm chỉ. Một người phụ nữ quyến rũ là khi họ biết làm cho bản thân mình như một câu đố, rất khó để giải, nhưng phải đầu tư thời gian. Có thể họ không ngờ rằng họ cũng có thể là nạn nhân của chính tuyệt chiêu của mình. Đẹp, body ngon. Rất đơn giản, không cần giải thích dài dòng. Trai đẹp cô gái luôn dễ hơn trai không đẹp. Cái này là quy luật tự nhiên không cần phải chứng minh. Điều này đúng cho cả nam và nữ nhá. Cái đẹp sẽ luôn khơi dậy cảm giác kích dục.
Một người con gái đẹp là một người dễ làm bạn có những ảo tưởng tình dục nhanh nhất. Nhu cầu tình dục luôn là một trong những nhu cầu cơ bản nhất của con người, và cái đẹp luôn là chất xúc tác mạnh mẽ trong việc khơi gợi cảm giác tình dục. Disclaimer: đây là bài viết của một người FA. Người viết sẽ không chịu trách nhiệm về cả pháp lý lẫn tinh thần nếu như mà người đọc áp dụng những phương thức trong bài này mà không đạt được hiệu quả mong muốn. Bài viết này chủ yếu cho mục đích tham khảo, không nên được xem như kinh thánh trong việc tán gái. Chào thân ái và quyết thắng. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Sparrow, còn mình là Pink Dot. See ya!